sau khi lấy ra thì các bạn tiến hành rã rong bằng cách ngâm nước. Mình nãy giờ mình ngâm cũng lâu lâu rồi. Lưu ý là các bạn là ngâm sao cho mà cái con tôm nó không còn lạnh nữa. Chứ để mà nó còn lạnh ăn cá nó bị như lạnh bụng hoặc là khó tiêu, rất là những con cá hổ. Tốt nhất là các bạn ngâm cho nó hết lạnh luôn. Và đây là tôm sau khi mình đã cắt đầu, cắt đuôi và cắt đôi hoặc là cắt làm ba con tôm ra, thì chia tạm thời chia làm hai phe, đó là phe mật độ, phe ở chuồng. Và do mà mình có một số con cá nó không chịu ăn vỏ, nó chỉnh chó vậy đó, rất là chỉnh chó, buộc phải lột vỏ ra thì nó mới ăn, thì mình phải lột ra. Và một số con thì dễ ăn thì để vỏ nó cũng ăn, giống như mấy con cá hổ thì nó quất luôn. Thì cái vấn đề ăn tôm mình cũng đã làm một cái clip nói về vấn đề ăn tôm này, các bạn có thể tìm xem lại cái clip mình nói về vấn đề ăn tôm. Và bây giờ thì mình sẽ cho mấy con cá này ăn. Đầu tiên mình sẽ cho con Red Angel đây. Con này nó rất thích ăn tôm mà nó cũng rất là chảnh, nó phải bóc vỏ ra đó mấy em. Nó ăn cũng rất là dữ, hôm qua nó mới ăn nhái rồi mà bữa nay nó vẫn ăn bình thường. Tiếp theo mình sẽ cho con Ekindo với bầy 5 con hổ Sushibo, Super Chow nó ăn. Chiều thay nước lên màu ác lắm, bây giờ nó đen như là chó mực nha. Má. Mấy con hổ nó ăn dữ lắm. Cái con Ekindo thì nó cũng không khoái tôm cho lắm mà nó cũng ăn, nó không giành lại mấy con hổ đó. Con hổ nó lùa hết rồi. Con hổ nó ăn dữ lắm nhưng mà nó sợ con cá rồng, nó lén lén nó núp không à.
rồi đi hồi quay lại mồi đâu hết trơn rồi. Con quỷ cái này nó quất hết rồi chứ con cục sừng nó không ăn đâu. Hồi nãy cho không ăn thì không ăn, mà bây giờ thì đòi ăn. Thấy rồi này nó không ăn. Các bạn sẽ gặp những tình huống có những con nó ăn kiểu vậy á, rất là chỉnh chó. Con này nó ăn á, em này nó chìm xuống đáy mình đi chút quay lại nó ăn hết rồi. Củ sừng nó chậm lắm, phải đêm tắt đèn bớt thì nó mới ra nó ăn. Để đó cho con củ sừng nó ăn.